Trời ơi, con rắn nè mọi người ơi, con rắn này mà nó là rắn nhất. Trời ơi, con rắn. Hồi lấy cái lợp ngay chỗ thằng gạo đặng đem ra đây luôn đi. Trời ơi, con rắn nè. Trời ơi, quá sướng. Hết nói không mọi người, cái phanh đó nè. Kẹt hôm hết trơn rồi nè. Đó. Trời ơi. Hôm nay mình tiếp tục thăm bẫy nha mọi người. Hôm nay đi với đệ tử nè. Thăm có khoảng chừng 30 cái, đem theo 8-9 cái gì đó. Đặt thêm nha mọi người. Tử ơi, chào mọi người, cái đệ tử ơi. Nãy còn chút nữa là hai thầy trò chìm nghỉm luôn rồi mọi người ơi. Chạy cởi cây á. Bay. Còn chút nữa là xong luôn rồi. Rồi thôi giờ mình vô mình thăm cái bẫy đầu tiên luôn nha mọi người. Bữa nay hổm ông Nghệ đóng ở đâu quên người ta. Ôi. Mới vô thấy lúa tàu ra. Ờ dính nè nha mọi người. Trời ơi con này nó vô lâu quá nha. Ỉa cái đà. À, mặt nó nè mọi người. Đó, thụt rồi, thụt rồi. À, vô lâu dữ lắm rồi. Cực nè. Được chưa? Ồ. Cái đầu tiên có hàng luôn người tử ơi. Con này chả bá luôn. Này đúng hàng khủng này nha. Lên bắt luôn đi. Giờ bắt ra luôn nha mọi người. Giờ bắt rắn ra luôn. Con này vô lâu dữ lắm rồi. Quá tệ luôn, ỉa rồi. Lúa nó hồi dục luôn. Rồi cái đầu tiên vậy là được rồi. Rồi bịt lúa. Được không? Đấy lên mộng hết trơn rồi tử. Ý đổi nhanh. Được gắn. Sướng hồi yếu. Quá trơn gắn luôn. Rồi cái đầu tiên vô bờ hàng khủng mà. Không biết dàn lợp sau này sao nha mọi người. Đây, chuột này. Chuột này vừa đặt đó mọi người. Để mình vô chuột mình đặt lại một cái chút rồi tới bẫy mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây mình có một cái nha mọi người. Cỏ trống lỏng nữa. Cái gì cái với cái đầu tiên cái dính lại vui con không? Cái này nhẹ này, này tật lớt này không dính nha mọi người. Đây mình có một cái nha mọi người. Người tử mình nó thăm mấy bển có dính con một cái nai không dính gì đó. Cái này tớt luôn mọi người. Có 20 bịch lúa. Ê. Hả? Rồi cái bển không dính luôn mọi người. Dở đi. Dở gì dở. Cái này tự nhiên cái dính con hổ im re luôn. Sao? Tới chạy lui luôn hả? Rồi cái này không dính nữa nha mọi người. Qua cái bên đây luôn. Qua luôn. Qua luôn. Sớm giờ mất hết mấy cái nữa rồi mọi người ơi. Không mang ủng vậy ta thằng Tử. Ủng quá vậy.
sao? Lỏng. Tớt luôn hả? Rồi. Cái này không dính luôn mọi người ơi. Nè. Rồi, tiếp tục đây một cái nữa nha mọi người. Hôm nay chắc thất thiệt rồi. Ôi, lần nào càng ra đây cũng cực khổ hết trơn á. Không thấy cái gì. Ui, nặng nặng nha. Gì đây? Ui, Tử ơi, vô rồi. Hành khủng y như nãy nữa. Hả? Ừ. Trời ơi, con này vô lâu rồi nha mọi người. Đó. Có mùi sưng lại liền. Để hồi mình ra mình bắt sao nha mọi người. Sớm như thăm không có dính cái tưởng thất không. Làm thêm được con nữa là ngon à. Rồi, tiếp tục đây con cái nữa nha mọi người. Ừ, cái này lâu dữ lắm rồi, không có dính luôn. Cả 2 tháng rồi cái này nè. Này nó im quá rồi mình để luôn á nha mọi người. Cái này thâm cực dữ lắm, chui suốt có tông gì nè. Mình chui gì có rung có lắc gì, mọi người xem thông cảm giùm mình nha. Rồi vô thấy mặt con chuột rồi thấy mụn mê rồi đó. Ôi kỳ vậy ta, chỗ này ngon quá trời luôn á. Rồi cái này không dính nữa nha mọi người. Rồi tiếp tục nữa nha mọi người. Con nó nông hư cái đầu luôn, ghê thiệt. Cái này thì được một con đại ca nhỏ với mấy con gắn nhì. Chứ này có gì không nha mọi người. Chứ rồi dính con mà còn chuột á, mình bắt ra luôn á. Ngồi trong này mình bắt ra luôn nè. Có hàng luôn cái coi. Rồi thấy chết chuột cái gì rồi. Con chuột đâu đó. Đây, chuột nằm đây. Chết luôn rồi. Cái lúa ăn chết luôn rồi. Rồi tiếp tục đây mình có một cái mọi người. Người tử nó thăm bên kia. Tốt bên đó đó mọi người. Mình thăm bên đây. Lúc về đi thăm chiến nào cũng mắc lợp quá trời luôn mọi người. Nãy mốt mình không dám quay đường đi nữa quá. Cái này trong lỏng rồi. Con chuột còn sống. Cái này không dính nha mọi người. Giờ bắt gắn ra luôn nha mọi người. Bắt gắn ngồi tốn tới ghét không? Lèo quá rồi, mấy bạn ơi, lết luôn. Lèo là phải lết vậy đó hả? Hai gắn bự vậy đòi nữa ta. Hai gắn bự, hai gắn nhỏ, con kẹt đầu nữa kìa mọi người. Con gắn nhỏ trong bịch nãy mới ấy. Nó lèo lèo chứ còn mới bảy cũng ngon lắm nha mọi người. Còn cả chục cái nữa đó. Giờ mình vô chuột mình đặt lại. Rồi, tới 7 thì mình quay lại cho mọi người xem nha. Mình xử lý cái con gắn kẹt đầu này cái. Rồi, tiếp tục đây mình có con cái nha mọi người. Đã cỏ tới rồi. Cái này chắc mình dời luôn. Để là mình mốt mất chắc luôn. Nếu không dính gì cũng dời đi hết.
này không dính luôn mọi người ơi. Còn chuột nữa. Rồi chết chuột. Người ta cứ thăm bển nha mọi người. Tới 7 giờ chưa? Coi coi có. Bệnh hôm nay chưa hết nữa mọi người. Có không? Gì vậy? Chết, chết chuột hả? Hay sảy? Bự không? Rồi. Ủa sao chết gắn bự mà nằm phanh tròn nó chết ta? Mày đâu có kẹt đầu. Chết gắn nữa mọi người ơi. Rồi tiếp tục ở đây con cái nữa nha mọi người. Cái gắn mối chạy cũng hết hồn. Ừ. Phản xạ tự nhiên. Bỏ chạy cũng hay kịp hả? Chị thấy cái lợp tơ tơ rồi hả? Có gì không? Rồi tớt luôn. Thấy không? Trời đất ơi, còn sống luôn. Dân chơi ở ngoài chui vô nha mọi người. Rồi để mình xử lý nó một cái rồi, mọi người. Rồi tiếp tục đây mình có một cái nữa nha mọi người. Gắn mình mới xử lý nó xong. Ê, nặng nha mọi người. Gì đây? Ở hũ hành mọi người. Ồ, ngon. Trời ơi. Quá ngon luôn mọi người. Ui, con hũ hành. Hết nói không? Ôi. Quá sướng luôn. Ôi, nó nằm cục luôn mọi người. Này cũng cỡ còn hai con nãy á. Đó. Vậy mới thấy rõ nè. Trời ơi cái mình nó hết nói không mọi người. Rồi để hồi ra ngoài anh bắt cho mọi người xem nha. Quá tận gắn luôn rồi. Này đúng sướng rồi nha. Đó. Rồi. Quá đã. Đây mình có một cái nha mọi người. Rồi. 6-7 nằm ngoài. Trời ơi. Mày tròn hay gì đó ra luôn rồi tử ơi. Quá banh cái 7 luôn rồi. Cuốn hôm luôn rồi. Đây tròn cái mèo đây có. Tròn. Ở đây tròn những cái có mèo con đây. Hôm bên đây phá lại luôn. Gài lại luôn. Đặt lại không? Đặt lại luôn. Cái này không dính nha mọi người. Tiếp tục đây có con cái nữa nha mọi người. Ừ. Có bình đàn quyền thoại. Cũng dính được hai con rồi chứ bộ. Chỗ vậy nè. Đợt rồi mình đặt mình tưởng có đại ca mọi người. Ai giờ không có. Hả? Nó sổ giò à. Ừ. Thăm cái này hai cái nữa là hết rồi nha mọi người. Sao quyền thoại nay lên tím nữa không? Ui. Sao? Rồi, hành luôn nha. Hành không? Bự không? Nhất luôn. Ngon hả ta? Trời ơi. Con gắn nè mọi người ơi, con gắn đây mà đó là gắn nhất.
Vô con rắn. Thôi lấy cái lọp ngay chỗ thằng gạo đẳng đem lại đây luôn đi. Trời ơi con rắn nè. Trời ơi. Quá sướng. Hết nói không mọi người, cái phanh đó nè. Kẹt hôm hết trơn rồi nè. Đó. Trời ơi. Vậy mới sướng chứ. Rồi, để hồi nữa mình ra mình bắt chung với con kia nữa nha mọi người. Nãy hết lọp rồi. Đem vô đây mình thăm mấy cái này, dính được con. Chết được con nhất mới dính đó mọi người. Với con này vô hàng đại rồi. Con này vô lâu rồi, ỉa nè. Nằm cứng đứng luôn. Trời ơi. Nó không nhúc nhích được luôn nè. Đó, đó mới nói cái nó nhúc nhích ra. Ôi ôi cái đầu nó nè. Ôi ôi. Thắt thân. Để lại lấy cái lọp nãy mới đặt lại á mọi người. Đem ra đây để đây, đây ngon quá là ngon rồi, nó không có bỏ. Đằng kia hôm nay nó không có dính, chết chuột không. Rồi, tiếp tục con này mình có con cái nha mọi người. Để mình thăm còn có 2-3 cái nữa mình thăm hết cái rồi mình ra mình bắt luôn. Ra. Còn cái té nè. Có con cái. Muốn sụm cái giò luôn tự. Ôi bắp chuối cái nào cái nấy bự 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 không. Chỗ này tự nhiên cái dính đại ca thứ tư cái tên ai em ghe. Không thấy cái gì nữa cơ. Con ba lạng với con thứ tư cái rồi luôn. Linh thình. Im nữa hả? Chuột này dùng cá ký mà. Trong đây mình có một cái nha mọi người. Cái lợp này là đường xe đó đặt rồi hết. Tại còn khu này còn đại ca đem vô đặt lại. Để coi phụ dính bên đó đây tớ. Kể đi. Có người lấy đi luôn. Chú cái cỏ tới luôn. Con gì vậy? Chú. Giờ bắt rắn ra luôn nha mọi người. Giờ em rắn khủng nè. Ồ, trời ơi sướng. Con này nó quằn con chuột con khô queo luôn nè mọi người. Con này mới khủng hơn nè nha. Nó đỏ. Nó có gì rắn không mọi người. Đầu này đụng đầu kia luôn nè. Ôi ôi. Con này nằm khoảng chừng ký 3. Ký 2, ký 3. Quá tận rắn luôn. Đúng là quá giật nè. Trời ơi. Hôm nay mình được có 4 con này với 3 con hổ hành nhỏ. Với hồi sớm cũng chết mấy con nha mọi người. Thương ha. Rồi để cho nó bò cái kiểu nào. Kiếm rồi, kiếm đường rồi. Tinh bệnh đôi lưới rồi cho cái con y như con nãy bò vô hả? Không thành công. Này bốn gắn y như cái bờ hổm vậy, hổm cũng 4 con, với con hổ ngựa, giờ cũng 4 con bành, với 3 con gắn nhỏ. Bắt con này ra cầm chút xíu cho đã tay rồi trời. Hôm nay còn gắn nè mọi người. Hết nổi rồi. Hổm này ai cũng chạy đến bự không. Chạy ra bể điện thoại luôn á. Ờ không chịu ra luôn hay vậy. Vô có mồi ăn ra chi sớm. Chọt chọt cho nó ra đi. Trời ơi con này. Con này nhây nè.
Đó. Đấy. Mấy con bự nó giọt cái hù ra liền. Quanh đầu nó lại như vậy. Vậy có. Đó, đó, đó. Nó ra từ từ. Con gắn. Nó bự mà nó dài nữa. Coi nè. Để lên cầm tay thử thôi. Trời ơi, cầm tay. Khi à? Ừ, cái con bự nó khi 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 luôn á. Đã hết sức luôn. Con này là bự nhất luôn nha mọi người. Mấy con kia cũng không nhỏ gì đâu nha. Trời ơi, có con gắn kìa. Hết nói không? Trời ơi. Ai chạy hàng khủng. Rồi, thôi mình cũng kết thúc clip tại đây luôn nha mọi người. Hôm nay thăm có 31, 32 cái gì, mất hết cái hai cái gì á, rồi chó giật nữa. Chó giật cũng cái. Rồi mọi người xem hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Đó. Tử ơi, chào mọi người cái Tử ơi. Chào mọi người. Rồi mình chào tất cả mọi người luôn nha. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha mọi người.